Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ender Gaming. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với cái game GTA 5 này và mình sẽ làm một tài xế lái xe limo ha. Thì trước hết vô video thì mình cần có một vài điều có nói các bạn là hiện tại cái GTA 5 này nó đã rất là gọi là nó hơi nhạt, rất là nhạt rồi. Mod nó cũng không còn nhiều nữa. Mình mấy hôm nay là mình dọn nhà rồi mình không có on máy chơi game á cũng gần 3 tuần. Và lúc trước đó mình có vô trang GTA 5 mod, bây giờ mình vô lại thì nó cũng không có mod mới. Mod nó bây giờ rất là ít, các modder trên GTA 5 mod cũng ít làm những cái script hay rồi. Và những cái hay đó giờ thì mình cũng làm cũng khá khá nhiều rồi. Thành ra là bây giờ nếu mà bạn nào có những ý tưởng hay thì các bạn hãy comment phía dưới. Mình sẽ tìm và mình sẽ làm nếu mà nó phù hợp và nó được ha. Ok, cảm ơn các bạn. Thì hôm nay mình có mod cái con xe Mercedes-Benz CLA 45. Con này ngoài đời thì không có limo đâu nhưng mà mấy ông modder ổng sửa nó thành limo, tại vì limo trong này rất là ít, được có vài con à, được con này, con Cadillac với mấy cái con, có một cái con xe đời cổ á, nên là mình chọn con này mình mod ha. Thì hôm nay mình sẽ đi đây, đây là cái limousine driver. Ui lầy vậy, trời ơi, nãy không gọi trước, làm chạy ra đầu hẻm mà lùi vô. Thì cái mod này có trên người ta mod nha các bạn, đó là cái mod lúc trước này là mình tùy biến từ cái mod này á. Rồi ok, lên xe đi. Có cái là xe này thì nó chở được nhiều người, không có lo bị quýnh lộn. Tối đa của mấy cái người này đi là 3 người. Trời, rồi chào chị, chào cô, bả chọi dép vô mặt chết. Chị thôi, nhìn thì có già thiệt mà thôi, có kêu chị để cho đỡ ăn dép. Ok, đi tới đường Dollar Pills Harmony. Thì đây là nội thất bên trong của chiếc mẹt này. Từ từ từ, xe dài, xe dài bồ, xe dài bồ. Xe nó đã dài rồi, nó còn không lùi nữa, nó bà nội cha mày. Ok. Đền tiền xe đi. Ủa nó chạy hai bên luôn kìa. Sao ghi, sao ghi tại ra khỏi dốc. Ừ, cái vô lăng nó quay nhiều vòng quá. Thì vừa nãy các bạn thấy nội thất của con này rồi ha, cái con Cadillac limo kia á, nội thất nó bên trong nó kiểu bị lỗi tùm lum hết trơn á, ra mình không có mod. Và cái đồ họa game mình lúc trước là mình mod đồ họa quan vi, cái vi là kiểu GTA 5 này á, còn quan là cái tên của người mod, nhưng mà sau này thì mình mới gỡ và mình mod là cái đồ họa Natural Vision. Chung là hiện tại nhìn nó cũng ổn hơn. Cái gì vậy? What the fuck? Đang quẹo cái khúc cua, quẹo nhẹ thôi, mới quay vô lăng mới quay nhẹ xíu thôi mà con xe nó đã nghiêng qua một bên rồi. Hơi sai rồi nha, xe này hơi sai rồi đó. Này nè, mới quẹo nhẹ rồi đó, nó muốn lật xe rồi, nó muốn phản động rồi. Tạo phản chứ, ghê thiệt chứ. Limo tưởng nó dài nó không lật, ai ngờ hết hồn luôn á. Ok, nhẹ nhàng thôi, đó, nhẹ nhàng thôi, nhớ đi nhanh. Đâu phải tại em đâu, tại con xe chứ bộ. À, con mẹ này có cái đèn này là kiểu đèn 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 mi á, nhìn đẹp quá.
tắt máy thì nó sẽ lên, mà máy nó sẽ lên mà tắt máy thì nó sẽ mất tiêu. Mà mình chỉnh trời mưa trời tối tối cho các bạn xem đẹp lắm. Khổ quá. Đi cái gì mà xa dữ vậy? Cái này kiểu là gọi hả, thuê xe limo đi tới cho nó sang nè. Bà này phải mặc đồ kiểu đồ giống đồ làm việc, đồ công sở á. Bình thường đi xe giẫm giẫm, nay thuê limo đi cho nó gọi là quý xe tập. Sorry các bạn, mình không thấy con xe đó luôn á. Rồi tới nơi, đây là cái chỗ này quen lắm đó, trước mình đi vô đây mua động vật hoài nè. À nhà thuốc, ok. Rồi xuống. Cảm ơn nhiều, bye bye. Xuống mà đóng cửa không, nó sát nữa, trời đất ơi. Ủa một phát văng luôn bây giờ. Ủa nhẹ là văng lên trời luôn á. Để mình sửa xe lại cho nó đẹp đẹp chứ. Mấy con này không đút vô được sửa xe đâu, tại nó dài quá, thành ra là ổng đuổi ra, tao không có nhận. Dài quá, không có vừa. Ra đuổi hết trơn à. Mấy chiếc này, mấy chiếc xe cảnh sát, xe quân đội là không có cho vô độ xe. Rồi. Thôi bỏ đi, không chơi, bye bye nha. À trời ơi, mình tưởng cha mập đó đi lên xe, mình tính đi rồi á. Trả ra cái cầm đó. Ôi, trả ra cái cầm điện thoại cho chụp hình. Mà mình tưởng nó trả đi xe, gọi xe tính chạy rồi, thấy thấy người nó không có được xịn cho lắm. Chạy đi rồi. Ai ngờ là ông đột chọc đi. Chứ phải là ông mập đó. Ông này đi mà xa dữ vậy. Alamo Fruit Market. Market. Đâu. Mấy cái thành phần mà quẹo mà. Chưa tính mức, chưa tới level ninja nhưng mà cũng gần giống ninja rồi. Đây có cái bảng gì kìa. Nhớ mình người đó là người chơi đi giùm đúng không ta? Để mình lùi lại. Đây nè. À mấy thằng cha kiểu tuyên truyền xàm ba láp á. Tưởng đi nhờ cho đi tính tiền. Còn không thôi. Đứng nó rảnh nó lên tuyên truyền lên xe mẹ. Mất công ổng nói cái. Tạp cũng xuống luôn. Ok. Rồi. Như là ở đâu cái quẹo lúc này. Gì vậy mấy anh? Tự nhiên đang đi cái nó chặn đầu lại. Ôi. Gì nè đâu có thấy xe đâu. Ở mình đừng có mình giật mình luôn á. Ở biết xe nhỏ anh chị rồi, để má hết lên luôn. Con xe nó thấp quá anh chi, xe này nó dài ai mà thấy được đâu. Đụng cái hết hồn luôn. À, lá lụa nó phải như vậy. Hình như mình biết cái chợ này là cái chợ này khúc mà gần bãi biển như vậy. Không bán trái cây tà le. À không, khúc bờ biển là mình nói là khúc này, vậy là khúc cái chỗ cái thằng này đi nó xa. Ôi. Mấy thằng đăng ký cuộc thi nó đứng nó nhìn nè.
Để mình chỉnh cho tối cho các bạn xem, đợi xíu. Sẵn mà chỉnh luôn. Đây Midnight, ok. Ban đêm thì nó có cái dạ quang của cái logo mẹt chữ Mercedes-Benz bên trong. Đó, các bạn nhìn cái đèn nó đẹp không? Quyến rũ không? Nè, đẹp nè. Demi nó đã đẹp rồi, nhưng mà chiếc này không có xi nhan. Đèn tới thui không? Cái gì mà tới thui vậy? Trời ơi, không thấy đường chạy luôn á. Không thấy đường chạy. Ban đêm nó đẹp quá. Tại vì cái mod này á, bình thường ban đêm người ta nằm nó rất là sáng, mà cái mod này thì nó chỉnh lại thành ra nó tối thui à. Ồ. Thì để mình chỉnh trời mưa đi. Lâu lắm chưa trời mưa, nó khô khan quá. Trời mưa nhìn nó cũng đẹp lắm. Đó. Các bạn thấy cái gì không? Nguyên một cái tia sét đẹp quá trời đẹp luôn. Mưa vậy đi chạy mấy cái dịch vụ này nó mới đắt khách, tại vì trời mưa. Mà trời, đâu đi xe máy nhiều ta. Đây, đây là cái chợ đây á. Đúng, đúng cái chợ. Beach, Melon, Apples, Berries, Nut. Rồi, có luôn đây, gần gần cái khu khu này là một cái siêu thị. Nó như thằng kia xuống này nó đóng cửa không? Đâu có bị gì đâu. Con mẹ nãy bà không đóng cửa, không có sát. Làm như xe mình có cửa tự động á. Khi xuống nó tự động đóng. Đóng cái đầu mà chứ đóng. Chỗ gì đâu có nào u ghê vậy. Ê. Sorry, sorry, sorry. Mới học chạy xe mới lấy bằng lái. Trời. Ok, chúng ta có một cặp đôi luôn. Chị lên xe nhẹ nhẹ chị ơi, xe em nó nhúng. Nhẹ thôi, ok. Ủa thằng này không đi hả? Cái đi không? Đi lẹ dùm cái đi ba. Đi cái gì đâu. Ok. À. À, cặp đôi này không biết là có phải vợ chồng hay không, nhưng mà mình, hiện tại mình gọi là cặp đôi đi ha, cho nó lịch sự. Thì xe mình đã dính dơ rồi kìa. Đây nè. Đó, các bạn nhìn có cái dính dơ dơ. Thì cặp đôi này đi tới The Rockford Dorset Hotel. Nhấn mạnh là hotel. Chị vô đó. Chắc ông này ổng đau bụng ổng sàn để giải tỏa nó buồn. Con này nhớ chạy nhanh, con chạy nhanh nó lật, quẹo nó lật. Do là cái đầu mình nó hơi cao ra là nhìn nó hơi hơi bị dính chút xíu, đúng không? Nó đẹp hơn. Tại mình có cái mod FOV á, chị cũng nhìn nó rộng hơn. Thấy đẹp quá. Còn về cái đồ họa này thì mình mới mod thôi, cho nên mình cũng không có đánh giá gì. Mình nhìn hình chụp nó đẹp hơn là mình mod vô. Cái gì vậy? Trời ơi, nó quẹo kìa đó kìa. Xe bị bể kính rồi. Bể kính nó bị hở một cái gì đó. Anh đang nghe tiếng mưa nó lớn. Xe không được kính đó. Nhưng mình thắc mắc tại sao là đồ họa trên hình nó chụp đẹp lắm mà mình mod vô nó lại kiểu được có 50%. Mà mình cũng cái hình cũng chỉnh cao chứ đâu mà chỉnh thấp đó. Đúng là được cái là vừa giờ tình cái hình ảnh còn cao. Cái gì ta? Hình ảnh chơi bị nhưng mà nó chất minh họa. Ok, fine.
Rồi rất là tóc luôn. Chỉnh lại chơi bình thường nha các bạn. Rồi. Mưa rồi thôi mình chỉnh lại bình thường chút xíu. Thời tiết này cho nó đẹp hơn. Xong xe kia nó kêu dữ vậy ta. Nhớ xe trong game nó đâu có kêu dữ lắm luôn. Xe kia nó bị cái gì nó kêu hú quá trời hú luôn. Nó xe nó dơ nè. Đứa hồi mình đi vô chỗ rửa xe con nó rửa không? Xe dài nó không rửa. Sao sao xe dài chạy nó cứ kiểu khó chịu sao á, nó bị vướng chỉ là không có đo được khoảng cách chuẩn giữa cái đầu xe với đứa xe chiếc phía trước. Cảm đi trời mưa thắng nó lát bánh luôn mà nó kêu một đường luôn. Ê, 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 ê. Oh, too close. Thắng nó không có ăn. Thắng nó không có ăn. Rồi, xe như mới rồi nhưng mà nó vẫn còn dơ. Cái này thắng ăn nè. Thiệt là chậm rãi. Bước qua. Rồi, vụ gì đây? Ừ, đúng rồi, nó biết điều đó. Ừ, lùi lại là biết điều, đúng rồi. Ok, ok, good, good. Từ nha, từ nha. À dạ, dạ. Giờ cái móc xe nó hơi bị dư á các bạn. Đáng chở gọi là trên xe có gì ta, có cặp cứ tưởng là đang chơi cờ rìu đợt rìu hai nó tự né chơi tùm lum game riết nó bị dính cái này xong nó nhảy ở bên kia. Đó, tới khách sạn nè, khách sạn xịn luôn mới chịu nha. Từ ở trong nông thôn mà chạy ra khách sạn xịn luôn mới chịu. Từ từ để mình đậu cho các bạn xem. Đó. Ok. Hai đứa này không lại xuống cầm dép chọi đầu đứa một cái ta. Dép không có mà giờ có dao được không? Đây nè. Đâu rồi? Ủa, dao đâu rồi? À đây 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 đây. Nè thiệt luôn á, trời mỗi đứa cái luôn á. Đóng cửa xuống, đóng cửa đóng cũng sát nữa. Rồi bây giờ các bạn để mình tìm cái chỗ rửa xe mình chạy tới thử nha.
Ok, và mình đã tới cái chỗ rửa xe rồi, bây giờ chạy vô cho nó rửa thử. Không biết cái xe dài nó có chịu rửa hay không. Còn cái hình xanh xanh là cái hình lúc nãy mình quên thoát cái mod ra, hình ra nó bị lỗi. À, ok, rửa được nè. Ngon lành. Nó xe nó dơ, để coi rửa xong nó sạch không nha. Nó sạch mình đốt cửa tiệm này luôn. Mở đèn cho nó sáng. Không được, mở không được. Nhìn nó rửa, nhìn nó khi sơ sài, mình nhớ là xe nó vô. Nhớ là bên ngoài đời thật là không phải chạy liên tục mà dừng lại một chỗ xong rồi nó chạy nó rửa cũng mấy cái này nè. Xong một hồi nó mới chạy ra chứ không phải là cái kiểu vô cái ra liền luôn. Nhưng mà xe nó sạch đó. Đó, nó sạch này, các bạn nhìn bên hông cái cửa là biết nè. Trời ơi, xe nó ngầu quá. Đó, nhìn bên hông cái cửa nó sạch nè. Được á, ok, good á. Đây ha, sạch không có một vết bụi luôn nha. Đây. Rồi ok, thì video mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này. Và nếu các bạn thích cái video game GTA 5 này và muốn mình làm những cái GTA 5 khác và có ý tưởng khác thì hãy comment phía dưới ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì hôm nay thì mình biết là mình không có được hay như trước, tại vì mình cái GTA 5 này không có một cái ý tưởng nào đó mà nó giống như kiểu là kiểu bộc phá, đột phá, với lại cũng không có một cái mod hay, thành ra là mình cũng không có hứng bằng như lúc trước đây. Thành ra là nếu mà các bạn có mod hay hoặc có ý tưởng hay thì comment phía dưới đi ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.